Ở tập trước, chúng ta đang ở tỉnh Kagoshima của Nhật Bản, một nơi có thể quan sát được núi lửa ngay trước mắt, và chúng ta đã gặp chị Lê Thị Nga đang làm điều dưỡng ở đây. Cùng đến thăm chỗ làm việc và tìm hiểu về công việc của chị ấy, sau đó cùng đi mua đồ ăn và về thăm nhà chị Nga. Hai vợ chồng chị Nga đã cùng nhau nấu ăn rất đầm ấm, nhưng hình như là thức ăn hơi nhiều cho ba người. Chị nói thiệt á, nãy giờ chị ở trong này chị quan sát hai vợ chồng nấu nướng, chị ngưỡng mộ em ghê luôn á. Ở nơi đất khách quê người mà có đôi có cặp gì đâu có buồn bã gì nữa đâu. Rồi bây giờ nấu ăn xong hết chưa? Xong rồi chị ạ. Giờ làm gì nữa đây? Chị ơi, hôm nay em có một vị khách đặc biệt đến đây ạ. Có khách nữa hả? Dạ. Wow, ai vậy? Là ông bà bố mẹ người Nhật của em. Có bố mẹ người Nhật nữa? Dạ. Tôi tò mò quá, muốn biết bố mẹ người Nhật của cô Nga này là như thế nào. Ngay lúc đó, ba mẹ người Nhật của chị Nga đã đến. Chị Nga đã mời tới nhà ba mẹ người Nhật của mình, đó là vợ chồng bác Fukunaga Fujio và Yoshiki. Bác Fukunaga đang làm giám đốc công ty sản xuất búp bê truyền thống Nhật Bản. Hai vợ chồng bác Fukunaga đã chăm sóc cho chị em Nga rất nhiều. Hai bác còn sang Việt Nam tham dự đám cưới em gái của Nga nữa. Chị ơi, đây là bố mẹ người Nhật em. Dạ, dạ, con được chị qua. Đây là ông bà người Nhật, thì ông bà cũng ở gần đây. Nói chung là khi mà em đến cái vùng Kagoshima này ấy, thì là ông bà đã giúp đỡ rất là em rất là nhiều. Vâng. Rất là tuyệt vời, đó là khi mà một người đến một cái nơi lạ mà có được người ở bản địa mà những người ân nhân giúp đỡ cho những ngày đầu như thế này, đó là một cái điều rất là quý. Nhìn ông bà rất là đẹp lão. 79 78 Wow, trời ơi, nhìn ông bà quá trẻ và quá khỏe luôn. Vậy ông bà nhận xét khi Nga là người như thế nào ạ? Những ngày đầu á, khi mà em qua đây á, ông bà giúp em á, là cụ thể là ông bà giúp những việc như thế nào? Vâng. Ví dụ như cái đợt mà em kiểu là đến Kagoshima khi mà gặp anh xong rồi cùng ra cùng ông thì đi về Việt Nam này, nói chung là tình cảm cũng thắm thiết, xong rồi về đến đây thì ông có nghĩa là dẫn bọn em đi chơi. Nhưng mà khi gặp em lần đầu tiên là gặp ở Nhật chứ? Vâng, em gặp ở Nhật đấy ạ. Vâng, gặp ở Nhật thì cùng về Việt Nam chơi một lần đấy. Xong từ cái lần đấy thì nói chung là cũng gặp bố mẹ em không ấy. Thế là đến em quay lại Nhật thì ông bà đã dẫn em đi chơi, du lịch các điểm ở đây, xong rồi Tết thì cũng đến nhà ông bà ăn uống, xong rồi cũng mừng tuổi em ấy, giống như Việt Nam ấy, các kiểu. Vâng. Xong có món ăn gì ngon thì ông bà lại gọi em đến, xong rồi cho, xong rồi đem về ăn đấy chị. Ông bà có khi nào gặp con gái của Nga chưa? Ông bà cũng gặp bé nhà em hai lần chị ạ. Cũng là về là gặp bé hai lần luôn. Ông bà có ấn tượng gì về con gái của Nga? Mà, kawaii cô đấy nè. Gà yori kawaii. Bé là năm nay 12 tuổi hả? Dạ. Tụi vậy thì Nga có ý định là khi nào cố gắng để đem bé được qua bên đây không? Có chị ạ. Em năm tới đây á thì em cũng muốn đưa bé sang bên này ạ. Hai vợ chồng bên đây hết thì ở nhà là con ở với ai? À, bé như em hiện tại là ở với ông bà ngoại ạ. Ồ, là ở ngoài quê luôn. Dạ vâng ạ. Một đứa một thôi đó hả? Dạ.
nhớ con không? Cũng nhớ chị ạ, nhưng vì tương lai của con cái nên là thế có thường hay con có hay gọi qua hay là ba mẹ có hay gọi về không? Có, ngày nào cũng gọi điện chị ạ. Nếu mà giờ này ở Việt Nam á thì là nó là giờ này nếu mà con đi học chắc cũng về rồi. Có thể gọi con để nói chuyện được không? Để cho ông bà nghe nói chuyện chào ông bà luôn. Cho thử. Việt Nam và Nhật Bản trên nhau 2 tiếng. Chắc là sắp đến giờ tan học rồi. Bé tên gì? Chị Nga muốn điện thoại cho con gái Hồ Phương Anh để cùng trò chuyện. Hello. Ôi, ông nói đúng rồi. Chào con. Cho chào ông bà cái đã nè. Konnichiwa. Konnichiwa, Nihongo de. Nihongo da. Konnichiwa, shashiburi ne. Konnichiwa. Nihon ni ikitai ka? Ông bà hỏi là có muốn đến Nhật không? Hai. Ha, đây đây. Matteru yo. Hello con gái. Rồi, con biết con đang nói chuyện với ai không? Con nghe rõ không? Có ạ. Cháu nghe rõ ạ. Rồi, bây giờ nè, cô hỏi là bây giờ năm sau là cháu qua Nhật để học với ở chung với bố mẹ rồi. Cháu có vui không? Cháu vui lắm ạ. Vui lắm ạ. Thế bây giờ cháu đang có lo lắng gì không? Khi mà đến Nhật thì cháu thấy là có cái gì làm cho cháu phải lo sợ không? Đến Nhật, cháu lo là cháu không biết tiếng Nhật. Rồi qua đây sẽ đi học, rồi có ba mẹ, bố mẹ ở nhà sẽ dạy nữa. Nên là cháu yên tâm nha, đừng có lo lắng gì hết nha. Vâng ạ. Qua đây còn cũng có ông bà nữa nè ha. Có ông bà giúp đỡ, rồi có bố mẹ, rồi mình học giỏi, mai mốt mình lớn, mình kiếm tiền, xong rồi mỗi năm mình về thăm Việt Nam, thăm ông bà. Được không? Bây giờ cô Tường chúc cho con á nha, là phải học thiệt giỏi nè. Bây giờ thời gian còn lại ở Việt Nam bên cạnh ông bà ngoại, cố gắng chăm sóc ông bà ngoại nè. Rồi chuẩn bị hành trang, chuẩn bị tiếng Nhật nha không. Và năm sau qua đây sẽ gặp được bố mẹ, sẽ hòa nhập với cuộc sống ở bên Nhật nha. Chúc cháu mọi điều thành công hết, được chưa? Vâng ạ, cháu cảm ơn cô ạ. Thôi ở nhà giữ gìn sức khỏe con nha. Rồi, nhớ là ngoan ngoãn nghe lời ông bà ngoại. À, tạm biệt con nha. À, tạm biệt nha. Thôi như vậy là tuyệt vời rồi. Cảm ơn ông bà rất là nhiều. Thì ông bà cũng muốn xem hai vợ chồng Nga như là con cái của mình, giúp đỡ rất là nhiều. Khi mà phải sống xa nhà, gặp được những người như vậy là quá tuyệt vời. Chữ này là ý nghĩa gì vậy? Chữ này là ý là có nghĩa là mạnh khỏe, sức khỏe đấy ạ. Và mạnh khỏe. Rồi gửi tặng ông đi, chúc ông bà được nhiều sức khỏe đúng không? Dạ. Chữ mà chị Nga chọn là khỏe mạnh. Không biết chị Nga muốn gửi gắm gì vào đây nhỉ? Một tô sang, một cá sang. Chút tôi chia tay tại cô gái lần đấy sao? Hay. 鹿児島へと私は、えっと、鹿児島へと来た時からはい。何か今から困ったことがあったら必ずいらっしゃい。お父さんとお母さんが元気なうちは頼っていらっしゃい。それが可愛いと思います。いつでも甘えていらっしゃい。 ありがとうございます。はい。そして、お母さんお父さん、毎日、はい。楽しく元気で来てください。頑張る。お願いします。はい、頑張る。何か、手伝うことがあれば、はい、言ってください。まだまだまだ大丈夫。大丈夫。はい。はい。手伝って、あげますので。はい、ありがとうね。いつでも、はい、電話してください。お願いします。はい、ありがとう。 Thật sự là Tường cũng không hiểu được là họ đang nói những câu chuyện gì với nhau. Tường biết là họ đang cảm ơn nhau và dành rất là nhiều những cái lời tốt đẹp cho nhau. Và Tường cũng hy vọng rằng là những tình cảm này nó sẽ bền chặt mãi mãi. Mà Tường chắc chắn, Tường không cần hy vọng điều đó sẽ là một cái điều hiển nhiên à. Bởi vì trong ánh mắt của ông bà, Tường cảm nhận được xem Nga cũng giống như là một đứa con gái ở trong gia đình. Và với một cô gái tình cảm giống như là Nga đây thì Tường nghĩ rằng là cái mối quan hệ này sẽ rất tốt đẹp. Chúc cho tất cả chúng ta đều có nhiều sức khỏe để tiếp tục những cái nghĩa cử tốt đẹp trong cuộc sống này. Dạ,
Em cảm ơn chị ạ. Xa gia đình đến Nhật, chị Nga có nhiều điều lo lắng về cuộc sống và công việc, nhưng rất may mắn được ba mẹ người Nhật đã giúp đỡ quan tâm. Ngoài hai chữ khỏe mạnh, có lẽ chị Nga còn rất nhiều điều chưa thể nói thành lời. Với hành trình lần này, chúng ta đã nhìn thấy được sự thân thiết giữa người Nhật và người Việt Nam đang sinh sống tại tỉnh Kagoshima xinh đẹp với thiên nhiên phong phú. Vâng, thưa quý vị, có một câu nói mà Khang cảm thấy rất là xúc động, đó là khi mà bố mẹ còn khỏe mạnh thì con cứ dựa vào bố mẹ. Thực ra đến cái tuổi này á, đáng lý là với cá nhân của Nguyễn Khang là phải là lúc mà bố mẹ sẽ dựa vào con nhiều hơn. Nhưng mà ông bà vẫn nói một cái câu rất là tử tế, rất là chân thành. Và cái điều đó khiến con Khang cảm thấy rất là xúc động. Anh Đạt thấy như thế nào về cái chữ, cái món quà mà chị gửi tặng cho bố mẹ? Cái điều mà chị muốn là mong là bố mẹ khỏe mạnh, để mà lúc nào cũng là bên cạnh, sống vui khỏe. Cái nghĩa là cái duyên á, cái duyên để cho họ gặp gỡ nhau đó. Rồi còn đối với BMAS em thấy thế nào? Bản thân em thấy thì không riêng chị Nga mà tất cả mọi người làm việc ở Nhật á, khi người Nhật người ta sống bằng nội tâm, cho nên là chỉ cần khi mà người Việt mình mà cũng là một người sống nội tâm, nhưng mà khi mà hai cái đó đồng điệu với nhau và người ta cảm nhận được á, thì người ta sẽ rất là hết mình với mình, và người ta cũng không có khoảng cách xa lạ giữa người Việt Nam và người Nhật gì cả. Khi mà mình quý nhau, mình đối đãi với nhau bằng trái tim. Tường cũng nhân cơ hội chương trình phát ở đây thì Tường cũng nói một lần nữa là chúc cho ông bà luôn luôn được nhiều sức khỏe. Bây giờ mọi thứ ông đã đầy đủ hết rồi, cuộc sống viên mãn rồi. Cái ông bà cần nhất đúng là cái hai chữ sức khỏe, và mong ông bà sẽ luôn được nhiều sức khỏe và sẽ còn đến Việt Nam, thăm Việt Nam thêm vài lần nữa. Còn riêng nhân vật mà Tường đã kết nối thì đó là chị Nga, thì Tường cũng chúc cho Nga sớm được đoàn tụ gia đình và đạt được những kế hoạch của mình trong tương lai. Cảm ơn các Tường. Hoàn thành sứ mệnh.